Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn cách để mà tính căn bậc 2. Căn bậc 2 và căn bậc 3. Mình đánh giá là cái sự khác nhau của nó. Đó. Và cái sự mà giống nhau của nó. Thứ nhất khác nhau căn bậc 2 nó sẽ ký hiệu bằng căn ngày. Ví dụ như căn bậc 2 của x là ký hiệu như thế này. Đó. Okay. Còn nếu mà căn bậc 3 thì gọi là căn bậc 2. Căn bậc 2. Còn căn bậc 3 của x thì khác ở chỗ gì? Ở đây có số 3. Đó, mai mốt các bạn muốn biết căn bậc 4, căn bậc 5, căn bậc 6 gì đó thì nó sẽ như vậy. Cũng giống tương tự thôi. Giả sử như căn bậc 4 đó, thì là số 4 đây. X căn bậc 4. Rồi, sự giống nhau là gì? Giống nhau là cách tính thôi. Cách tính, tính đơn giản thôi. Giả sử như căn của số 4 thì muốn mất căn thì ở trong phải có dạng bình phương. Muốn mất căn bậc 2 thì ở trong phải có dạng bình phương. Mình biết rằng 4 sẽ bằng là 2 mũ 2, vậy nó sẽ ra là 2. Nếu các bạn nào dùng máy tính thì ok rồi, rất là dễ, khỏi cần phải làm cái bước tính nhẩm như mình. Căn của 4 là bằng 2. Rồi, ví dụ như căn bậc 2 của 9 thì cũng tương tự. Muốn mất căn bậc 2 thì phải ở trong cái dạng bình phương. Nó sẽ là 3 bình phương sẽ bằng là 3. Rồi, các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Rồi, căn của 0 thì bằng căn 0 bình phương sẽ bằng 0. Rồi, các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Đó, các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Rồi, còn căn căn bậc 3 của 27 thì muốn mất căn bậc 3 thì ở trong phải có mũ 3. Mình biết rằng 27 sẽ bằng là căn của bậc 3 của 3 mũ 3 sẽ bằng 3. Rồi, sẽ bằng là căn bậc 3 trừ 27 sẽ bằng là căn bậc 3 của trừ 3 mũ 3 bằng trừ 3. Đó. Rồi, cái sự khác nhau của cách tính căn bậc 3 và căn bậc 2 là ở chỗ nào? Căn bậc 2 là căn bậc chẵn, số 2 là số chẵn, 3 là số lẻ. Bởi căn bậc 2 của một số thì số trong căn phải là số dương số lớn hơn bằng 0. Còn căn bậc 3 thì có khả năng là số dương nè, số âm nè, bằng 0 cũng được. Đó. Đặc điểm là gì? Căn bậc 2 của một số dương hay còn gọi là số lớn hơn bằng 0 là một cái số luôn luôn lớn hơn bằng 0, không có số âm nha các bạn. Còn căn bậc 3 của một số thì sẽ ra số cùng dấu với cái số trong căn bậc 3. Ví dụ như đây là số trong căn bậc 3, ở đây là số âm thì chắc chắn giá trị của nó sẽ ra là số âm. Căn bậc 3 trong đây là số dương thì giá trị của nó sẽ ra là số dương. Đó. Vậy nói ngôn nga, muốn tính căn bậc 2, căn bậc 3 của một số thì các bạn rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bấm máy tính là ra rồi. Còn các bạn muốn hiểu như thế nào là căn bậc 2, căn bậc 3 và giải được những cái bài toán liên quan về vấn đề căn bậc 2 và căn bậc 3 thì các bạn phải làm thường xuyên, thành thạo cách tính, cách nhận xét, cách đánh giá và cách tìm hiểu cái sự khác nhau và cách tính như thế nào. Nếu mà không sử dụng máy tính, các bạn phải hiểu được những cái cốt lõi đó thì các bạn mới giải quyết được những cái bài toán khó của cái chương trình lớp 9 nha các bạn. Đó, các bạn, tại vì chương trình lớp 9 nó không đơn giản là nó kêu bạn tính căn bậc 2 của 4 hay là căn bậc 3 của 27, mà ở đó nó kêu bạn tính căn bậc 2 của một cái biểu thức nào đó, nó kêu bạn tính căn bậc 3 của một biểu thức nào đó. Các bạn phải biết được những cái tính chất cũng như là những cái định nghĩa, những cái định lý của căn bậc 2 cũng như căn bậc 3, các bạn mới hiểu rõ được cái vấn đề đó. Rồi, mình kết thúc chương trình
căn bậc 2 và căn bậc 3 ở đây. Các bạn nào mà nếu mà không rõ, các bạn có thể comment, nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về các bài toán cũng như các kiến thức về toán học từ chương trình lớp 1 đến lớp 12 thì các bạn có thể comment nha. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn. Mong các bạn subscribe kênh mình hay còn gọi là đăng ký. Nếu cảm thấy hay hãy like hoặc là share cho mọi người cùng biết nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.